truyền hình cho Trần Nghĩa xin gửi lời chào đến nhá, quý vị khán giả. Hôm nay thì mình rất là hồi hộp khi mà đến với cái buổi premiere ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, là trong những ngày cuối năm thì thật sự ai cũng có rất là nhiều công việc và bản thân Trung cũng vậy. Những ngày làm việc liên tục chúng tôi không có thời gian, nhưng khi biết là bộ phim Mắt Biếc sẽ ra mắt thì chắc chắn chúng ta trừ hết tất cả những công việc để chiều đúng buổi tối này để là một trong những khán giả đầu tiên được thưởng thức bộ phim Mắt Biếc. Nó cứ nhẹ nhàng như thế nào ấy, nó đúng với cái tác phẩm Mắt Biếc luôn. Từ cái cách bài trí, từ những cái cảnh trí ở đây trên thảm đỏ, nó tạo cho mình một cái không gian, một cái không khí rất là đồng cỏ nội. Cảm xúc của Phong rất là háo hức cũng như là chờ đợi để xem bộ phim Mắt Biếc công chiếu đầu tiên tại Galaxy Nguyễn Du. Qua 6 tháng hậu kỳ và tới tận bây giờ thì Tâm mới lần đầu tiên được xem bản hoàn chỉnh của Mắt Biếc. Thì bây giờ cả hai cái người mà em thích nhất lại bắt tay với nhau để làm một cái sản phẩm dự án như vậy. Rất là mong chờ để ra rạp xem phim Mắt Biếc của chú Victor Vũ. Rất là tận hưởng cái cảm giác được ngồi trong đó. Hy vọng là các bạn cũng sẽ đồng cảm được câu chuyện của các nhân vật trong phim. Ngừng lại tất cả để mọi người tập trung vào rạp và xem phim ngay bây giờ.